Thỏ và rùa. Trong một khu rừng đỏ, có một chú thỏ lang thang cả ngày dài. Việc duy nhất nó làm là nhảy tưng tưng và tự mãn về bản thân. Nó thích được tán dương về việc nó nhanh thế nào với các loài vật khác. Tôi là loài nhanh nhất trong khu rừng, có ai muốn chạy đua với tôi không nào? Tất nhiên là nó chạy cực nhanh với đôi bàn chân to bè. Còn các loài vật khác rất ghét cách nó khoe mẽ như vậy. Trong việc này, chúng chưa bao giờ thắng cuộc đua với thỏ. Đúng vậy, mình lại thắng nữa rồi, bởi vì mình cực nhanh. Ở mỗi nơi thỏ đặt chân đến, nó đều hân hoan rằng tôi nhanh đến nỗi không ai có thể vượt qua được. Những lời nó nói bắt đầu làm phiền các loài vật khác trong khu rừng. Được thôi, anh ta có thể là người nhanh nhất, nhưng cái kiểu anh ta ba hoa và khoe mẽ thật chẳng hay chút nào. Ai đó nên dạy cho anh ta một bài học để anh ta sáng mắt ra. Tất cả những gì các loài vật trong khu rừng bàn tán đã lọt đến tai bác rùa. Bác rùa bò cực kỳ chậm chạp. Quãng đường bác bò cả ngày chắc chỉ bằng khoảng cách thỏ lướt đi trong một phút. Bác rùa mong rằng sẽ có ngày nào đó bác gặp được thỏ. Bác đến gặp các loài vật khác và nói với chúng là bác muốn chạy đua với thỏ. Bác muốn chạy đua với anh ta sao? Ngay cả loài nhanh nhất mà cũng không thắng được thỏ nữa. Vậy thì bác phải làm sao? Cháu cứ để cho bác tính lại đã. Bác rùa đi đến bên cạnh thỏ. Ngày mới tốt lành, anh bạn nhỏ. Ta đang đi kiếm anh mãi đó. Thỏ tò mò hỏi lại. Vậy tại sao bác lại tìm tôi làm gì? Ta nghe đồn anh bạn là con vật nhanh nhất trong khu rừng này, có đúng không? Thực ra thì đó là cậu suy nghĩ vậy thôi. Nhưng để chứng minh điều đó, ta muốn chạy thi với cậu. Hãy xem ai mới là kẻ nhanh hơn nhé. Ngay khi bác rùa vừa dứt lời thì thỏ ta bắt đầu cười ha hả, khiến cho tất cả các loài vật khác trong khu rừng đều nghe thấy tiếng cười của nó. Với tôi hả? Chạy đua sao? Bác có nói giỡn không vậy? Bác không thể vượt qua tôi được đâu. Khi bác mới bò được một bước thì tôi đã đến đích rồi. Ồ, chúng ta sẽ chạy đua, nếu không ta chẳng biết được điều gì đâu. Được thôi, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai chúng ta sẽ chạy đua nha. Khi bác rùa bò đi, thỏ vẫn chưa dứt tràn cười. Vào buổi sáng hôm sau, các loài vật tụ họp ở đường đua thì chúng đã thấy bác rùa đợi ở vạch xuất phát, sẵn sàng để chạy đua. Rất tự tin vào bản thân, bác rùa đang mỉm cười. Hãy nói cho cháu biết là bác dùng cách nào để thắng được thỏ. Nếu như cậu ta thực sự tự mãn và khoe mẽ như lời các cháu nói, thì cuộc đua này ta chắc chắn là sẽ không khó khăn lắm đâu. Ngay sau đó, trên tay cầm củ cà rốt, thỏ xuất hiện tại đường đua với vẻ tự kiêu thường lệ. Hãy chạy đua và kết thúc chuyện này đi thôi, tôi còn chưa được ăn sáng nè. Hoàn thành những chuẩn bị cuối cùng, họ đến vạch xuất phát. Ai đó đến vạch đỏ ở cuối khu rừng trước sẽ là người chiến thắng. Khi chuột chuỗi ra hiệu lệnh, cuộc đua được bắt đầu. Thỏ lướt đi như một mũi tên. Ngược lại, bác rùa lại bò thật chậm rãi. Wow, không một ai thấy bóng dáng thỏ đâu cả. Các con vật đến xem cuộc đua đều nghĩ rằng bác rùa sẽ cầm chắc phần thua cuộc. Sau khi chạy được một chốc, thỏ dừng lại và nhìn ra phía sau lưng, nhưng không thấy ai cả. Như mình thấy bây giờ chắc hẳn đến đêm luôn bác rùa mới tới đích. Mình nên ngồi xuống đây ăn củ cà rốt thôi. Khi chén xong củ cà rốt, nhìn trên đường đua, thỏ thấy bác rùa đang bò đến từ ở tít phía xa. Nhếch mép cười, thỏ đứng dậy và tiếp tục chạy. Thỏ đã gần tới vạch đích
Mình thấy hơi buồn ngủ sau khi chén bữa ăn sáng. Mình nên ngồi xuống dưới bóng cây này ngủ một lát ha. Tự mãn là mình sắp chiến thắng cuộc đua, thở lăn ra ngủ. Bác rùa thì tiếp tục bò cực kỳ chậm chạp, nhưng với sự tự tin mạnh mẽ. Cuối cùng, bác rùa cũng tiến được đến bên cạnh thỏ. Bác thấy chàng thỏ ta đang ngủ say sưa. Không nán lại, bác rùa tiếp tục chặng đua của mình. Một chốc sau thì thỏ tỉnh dậy. Khi nhìn trên đường đua, nó không thấy bác rùa đâu cả. Chả thấy bóng dáng của bác rùa đâu cả. Có thể bác đã bỏ cuộc rồi. Mình phải hoàn thành cuộc đua này thôi. Khi thỏ rất chậm rãi tiến đến vạch đích, nó thấy gì? Bác rùa đã vượt qua nó. Thực tế là bác rùa sắp về đến đích. Thế là thỏ dồn toàn bộ sức lực còn lại để cố gắng vượt qua bác rùa. Nhưng bác rùa đã cán đích trước mất rồi. Các con thú chờ đợi ở vạch đích đều cực kỳ vui mừng. Tất cả các con vật đều cực kỳ hào hứng, tung bác rùa lên không trung. Trong khi đó, thỏ đứng trong một góc với nỗi buồn sâu sắc. Bác rùa, người chiến thắng cuộc đua, bò đến phía thỏ. Này, anh bạn thỏ, việc chú tâm vào mọi việc mình làm mới là điều quan trọng nhất. Quên quan và tự mãn chính là những điểm yếu đó. Tôi thắng cậu không phải vì tôi nhanh hơn, mà là vì tôi sáng suốt hơn và tôi nghiêm túc hơn trong việc mình làm. Bạn nói đúng. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không quên quan về việc mình nhanh nhất với mọi người nữa. Tôi phải quay về đây. Về nhà là cả một hành trình dài trước mặt. Bác rùa mỉm cười và tiếp tục cuộc hành trình. Thỏ đã học được một bài học và nhận ra được sai lầm của mình. Sau ngày hôm đó, nó không bao giờ hoang mang về bản thân hay đua bất kỳ một cuộc đua nào nữa.